còn. Hello, em trung tâm điện tử Tâm Hoa Chi Linh xin gửi lời chào các bác nhá. Còn đâu ngày ấy em. Vâng, tiếp tục lên sóng test và giới thiệu đến các anh em một cặp loa bại Mỹ PV sử dụng hai bát kép bát 40 đây các bác. Đây, cặp loa có cái model FP4G các bác nhá. Đây, một cặp loa Mỹ xịn đẹp không gì vết. Đây, cặp loa này vừa về buổi chiều ngày hôm qua bên em đây. Đấy, với mã SKP 4G này thì thông số kích thước chiều cao được thiết kế khoảng 1m2 thôi các bác nhá, ngang 50 và sâu là 60. Đấy, loa tình trạng là đẹp cáu cạnh. Đấy, em vẫn chưa dọn dẹp tỉa tót các bác này. Đấy, cả loa PV SP 4G tay không quay này các bác. Đấy, sau này có một cái tay quay để anh em di chuyển bằng bánh xe nhá. Đấy, loa đẹp cáu cạnh PV model này SP 4G hỗ trợ bằng 4 cổng 6 ly hàng Mỹ các bác nhá, made in USA, công suất 2000 trở kháng 4 ohm PV SP 4G. Đấy, cặp này về tình trạng đẹp nguyên zin hết anh em nhá. Đấy, loa tình trạng bao nguyên zin tây hết nhá. Đấy, 4 quả bát, 2 quả tép, phân tần, thùng vách đẹp, bao nguyên zin. Và với một cặp loa PV SP 4G phải nói là xứng đáng đồng tiền bát gạo các bác anh em mà bỏ ra. Chất âm của nó phải nói là tuyệt vời. Đấy, đẹp rất lẩy các bác nhá, đẹp PV rất là lẩy, giải bát xuống sâu mềm. Bát 40 từ 220 cuộn họng 100. Đấy, loa tình trạng cáu cạnh này các bác này. Đấy, hai bát các bác nhá, bát bên dưới này đảm nhiệm với giải chậm các bác nhá, giải chung này. PV SP 4G Mini Dura và tép sử dụng từ 14 từ họng 51 tép họng rất là lẩy các bác này, họng kèn rất là lớn các bác nhá, cùng gỗ học lì. Vâng, thì với cặp loa PV SP 4G xịn sử dụng hai bát két bát 40 từ 220 cuộn họng 100 và một tép kèn thì cặp loa này bên trung tâm đang chào bán với giá rất hợp lý 30 triệu. Đấy, bác nào có nhu cầu liên hệ bên em. Ngoài trời mưa còn rơi nên em khô héo rồi, tâm hồn lạnh rối bờ. Các bác anh em đang thưởng thức chất âm tuyệt vời với một ca khúc tình ngăn đùi bờ do cặp loa PV Mini Dura SP 4G thể hiện. Còn 30 triệu cho một cặp loa PV SP 4G, mọi nhu cầu mua sắm các bạn nhà máy liên hệ theo hai số điện thoại 0974637646 hoặc 0918219265. Vâng, và địa chỉ với em tại thị trấn Lê Lợi, thành phố Chí Linh, Hải Dương. Khủng nhất hạng SP 4G sử dụng cho mọi không gian, những vũ trường, phòng trà, quán bar, anh em đi làm sâu sự kiện, không gian gia đình từ 50 vuông trở lên, karaoke tuyệt vời lời sáng, giải bát các bác để ý xuống rất sâu các bác nhá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.